quay trở lại với Thảo Dung Toyota Tân Cảng, và hôm nay Dung sẽ gửi đến quý vị mẫu xe mà bên Dung vừa mới xuống tận nơi luôn để thu về ở Bình Thuận nha quý vị. À, sẵn đi rồi giải cứu Thanh Long luôn. Biển 86 Fortuner máy xăng, một cầu số tự động 2012 nha quý vị. Xe này đi 145.000 cây, biển số Bình Thuận, màu xám lông chuột. Chính hãng Toyota Tân Cảng thu về thì bên Dung bán ra có cam kết không đâm đụng, không ngập nước, gia hạn bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây để cô chú anh chị yên tâm sử dụng nha. À, một vòng quanh thân xe để mình xem qua nước sơn, phơm xe như thế nào. Thì Fortuner bản này là bản V, bản cao cấp nhất thời điểm đó nha quý vị, 2012. Mà quý vị muốn sở hữu mẫu này á, thì mình bỏ ra đâu đó cũng phải tầm tỷ 3, tỷ 4 thì mới lăn bánh được nha. À, còn hiện tại chỉ với 505 triệu thôi, quý vị có một mẫu xe khá là đình đám trên thị trường thời điểm đó nha quý vị, và đến bây giờ vẫn còn rất là hot bởi vì đi nó rất là êm. À, một vòng quanh thân xe để quý vị xem cái form. Đây là form SUV ha, đúng chất SUV, xe 7 chỗ gầm cao. À, màu xám lông chuột, mình đi địa hình rất là sướng quý vị nha. Đi rất là êm, rất là mạnh luôn. Động cơ 2.7 ha. Mà dòng này là dòng chuyên để quý vị đi gia đình nha. Không có ngại xe dịch vụ, những dòng này là chuẩn xe gia đình luôn, bởi vì không có ai chạy dịch vụ mà mua bản này hết á, chỉ có mấy dầu này kia thì sợ xe dịch vụ thôi. Còn đây chuẩn xe gia đình 2012, 145.000 cây nha quý vị. Rồi bây giờ mình sẽ vào xem chi tiết nha. Đây là cụm, cái này là có ốp đèn tôi chủ gắn thêm nha quý vị. Thời điểm mua xe này đang mua phụ kiện nhiều lắm. Đây đèn 2012, mình có đèn led dạng bóng chiếu cho ánh sáng tốt hơn ha. Còn đây là phần đèn gầm. Ở đây có một cái ga lăng ở đây nữa nè. Đó, quý vị xem ở phần gầm phía trước luôn, phía dưới luôn. Đó, phần gầm hiện trạng mới về thì nó không được đẹp lắm do là khách đi ở tỉnh Bình Thuận. Thì bên Dung sẽ có xử lý nên quý vị yên tâm nha. Còn đây là ga lăng mà rơm, còn rất là sáng ha. Biển số quý vị. Đó, biển số tỉnh luôn. Bên Dung bao rút hồ sơ gốc. Cho nên là quý vị ở tỉnh nào thì mua về mình đăng ký bình thường, không vấn đề gì cả nha. Đây, đèn phía bên này. Đó, vậy keo chỉ là còn nguyên nha. Đây capo, nắp capo nè, cam kết bằng văn bản là không đâm đụng, không ngập nước nha quý vị. Gia hạn bảo hành nữa thì quý vị yên tâm sử dụng ha. Đây phần phuộc, phần phần mỏ thì còn rất là cao nha quý vị, còn mới tinh nè, chủ mới thay lại cho nên còn rất là mới. 145.000 cây thôi, xe màu xám lông chuột ha, nhìn rất là đầm. Ở ngoài thì có cái nẹp này, nhìn cái xe nó sáng hơn. Phụ kiện ở đây em thấy có tay ốp, tay nắm cửa nè, dán phim che mưa đó. Đây quý vị, 2012, những cái form này thì nó đầm và cái xác xe nó nặng cho nên là quý vị đi rất là đầm, rất là êm ha. Đó, mẫu xe khá là nhiều cô chú anh chị rất là yêu thích. Đây vỏ Michelin mới tinh, gai còn cao nè quý vị. Đó, quý vị thấy mấy cái gai gió nó còn không nè. Đúng chất SUV ha. Phía sau đường nhập nổi quanh thân xe là y thinh nha, cam kết đầy đủ, không đâm đụng, không ngập nước, nên quý vị chỉ cần yên tâm sử dụng thôi. Xe chính hãng. Phía sau hai cụm đèn tròn này thiết kế cái form thời điểm đó là những cái đèn thiết kế dạng tròn như thế này quý vị, tròn nhìn rất là dễ thương ha. À, hài hòa với tổng thể. Phía sau thì mình có hai cái cảm biến lùi đây quý vị, một cái hai cái này, ống xả ha, bánh sơ cua, và có camera lùi theo xe luôn. Đó, cũng đầy đủ hết rồi, không thiếu gì cả. Đi điện đường trường, đường địa hình thì vô tư nha quý vị. Đây vỏ sơ cua nè, đã hạ rồi ha. Hiện trạng như thế nào thì mình Dung quay như vậy để quý vị dễ dàng cân nhắc và đánh giá để mình đưa ra quyết định thôi quý vị. Đây phần cốp nè. À, cản này là do mình Dung tháo ra nè, đi ở tỉnh về xa sợ công an làm khó cho nên là tháo ra ha. Còn đây là quý vị, keo chỉ ở phần cốp nè. Xe chính hãng cam kết cho quý vị cho nên là keo chỉ còn nguyên nha. Cái xe này chỉ có cái dàn ghế là nó không được đẹp thôi, còn lại thì cái dàn ghế với là dàn gầm thực tế nó không được đẹp lắm, còn lại là xe này còn keo chỉ, còn nhìn tới keo chỉ là đẹp lắm quý vị. Đó, yên tâm, hoàn toàn yên tâm khi mình mua xe chính hãng ha. Đó, mấy cái keo, mấy cái chỉ, mấy cái này nè quý vị. Đó, còn tròn vo, đường keo, đường chỉ rồi
sùng rồi là còn y thinh hết nha quý vị. Đó, thẳng tắp để quý vị yên tâm sử dụng nè. Đó, khi quý vị mua xe thì mình lưu ý mấy những cái điểm này ha. Mấy cái này nè, dấu là còn y thinh hết. Đó, Quỳnh Dung đã có nhân viên thẩm định xuống tận nơi để xem xe và thu xe về tận nơi luôn. Cho nên là quý vị nào có nhu cầu mà mua bán trao đổi xe ở tỉnh mà muốn bán xe, đổi xe thì nhớ liên hệ cho bên Dung để được hỗ trợ tận nơi luôn. Không có mất thời gian gì cả ha, bên Dung sẽ xuống tận nơi để hỗ trợ luôn. Đây, nhìn từ hông xe phía bên này, phía trên này không có đèn thắng nè, rồi cái thanh gầm nữa, thanh nóc nữa. Đó, nhìn rất là đáng một chiếc SUV quý vị, đầm lắm, đi rất là sướng. Cái vỏ phía bên này nữa quý vị, trước mắt là thấy bốn cái vỏ hồng mới như thế này thì rất là đỡ chi phí thay vỏ rồi. Nhiều quý vị ngại xe đời sau bởi vì sợ là về tốn cái chi phí thay vỏ, thì cái xe này vỏ đã được thay rồi, mới tinh, không vấn đề gì ha. Đây, cửa này ở bên này nữa quý vị. Sơ qua để quý vị nhìn qua cái đường keo chỉ nha. À, hiện trạng lúc mới về như thế nào thì bên Dung quay như vậy thôi. Tranh thủ quay cho quý vị để vài bữa lên Đồng Sơn là không có quay được, không có xem, quý vị sẽ không có xem được chi tiết nhiều như bây giờ ha. Còn hiện trạng thì xe mới về nên là Dung quay gửi ngay để quý vị dễ dàng lựa chọn mua xe đi Tết, bán rất là nhanh. Đó, rồi đây nè quý vị, khoan một sơ qua một chút về cái khoang nội thất nè. Có bọc trần với lại trải sàn. Ghế da tông màu này là chủ lên, chủ trước đã lên chứ không phải là ghế da theo xe ha. Thì nó theo thời gian thì cũng đã có những cái dấu mòn đó, thì bên Dung sẽ xử lý để quý vị yên tâm. Tách ẩm, khử mùi, diệt khuẩn vào những cái phần da nào hư hại xấu thì bên Dung sẽ xử lý lại, để quý vị nhận xe là phải thật là tinh tươm nha. Phần cốp phía sau này mình có quay ha quý vị, thì gập lên để đồ như vậy thì rất là để được rất là nhiều đồ. Còn quý vị hạ xuống thì mình ngồi được hai người nữa, cho đại gia đình mình đi rất là thoải mái luôn. Có chiếc 7 chỗ gầm cao, đi êm, đầm, chắc, ngon lắm. Đó, ghế da thì nó không được đẹp thôi, thì bên Dung sẽ xử lý để quý vị yên tâm. Đó, cửa nẻo chắc nịch nha quý vị. Đây quý vị xem bên chút cái phần vỏ bên này luôn, là mình xem nội thất nha. Đây, đó, vỏ còn mới tinh nè, khỏe lắm quý vị. Mua về là bên Dung làm marukuri rồi xong lại thì quý vị lấy về chỉ đi thôi, không phải làm gì cả ha. Kiểm tra 176 hạng mục rồi bảo hành cho quý vị nữa, với lại là thay dầu nhớt các kiểu đầy đủ luôn. Đó, bảo dưỡng quý vị, nhưng mà Dung bảo dưỡng lại ha. Cho nên lúc nhận xe là tinh tươm và chỉ việc mua về là đi thôi, xe đi Tết mà. Đó, một trần. Đó, ở đây thì mình thấy là có đầu DVD nữa quý vị, nhìn tắp lô nè. Xe tỉnh đi như vậy là giữ như vậy là khá ok rồi. Này nè, mấy anh hôm qua đi về nè, uống chắc luôn. Vô lăng, củ số Dung xin lỗi. Hôm này là để đồ ha. Đó. Ghế da phía bên này quý vị. Đó. Đó, tinh tươm, 505 triệu thôi. Quý vị có một chiếc 7 chỗ gầm cao của Toyota ha. Xe này thời điểm bảng V là bảng cao cấp, cho nên là sở hữu những thời điểm đó thì rất là tốn nhiều chi phí. Còn hiện tại thì mình tiết kiệm được rất là nhiều nha quý vị. Được một chiếc xe đáng đồng tiền để mình đi ha. Không có lo ngại hư hỏng vặt. Chỉ có cái phần ghế da phía bên này đã hơi xấu thôi, mà mình được ghế là ghế chỉnh điện nha quý vị. Bản V là bản cao cấp mà. Thì cái chi tiết này là chủ thêm nè, dán thêm, chủ lên chứ không phải là theo xe. Mình Dung sẽ xử lý lại cho quý vị thật là tinh tươm ha. Chi tiết này thì giả gỗ. Đây quý vị xem qua cái phần động cơ tiếng máy nè. Đó, 145.000 cây nha quý vị. Cái này thì thiết kế như ba bông hoa, nhìn rất là đẹp ha. Đó, cái này là bọc vô lăng, cái bọc lại nhìn nó không đẹp thôi chứ gỡ ra thì còn nguyên si. Ở đây màn hình nè quý vị. Đó, gió nó mát rồi. Dàn lạnh là tự động luôn nha. Đó, bản V là bản cao cấp thời điểm đó cho nên là được trang bị cũng khá là nhiều. Bỏ hơn tiền tỷ để sở hữu mà. Thông số nè. Tay thắng. Ngồi rất là thoải mái nha quý vị. Để tay ở đây, bệ thì tay ở đây, ngồi thì cả hai bên để đều rất là thoải mái luôn. Đó, tuyệt vời. 505 triệu thôi, có chiếc xe Fortuner một cầu máy xăng số tự động 2012, 145.000 cây, đi cực kỳ êm và bền nữa quý vị. Đó,
xe chính hãng Toyota Tân Cảng thì bên Dung cam kết không đâm đụng, không ngập nước, gia hạn bảo hành 1 năm hoặc 20.000 cây đối với động cơ và hộp số để cô chú anh chị yên tâm sử dụng nha. Cuối năm rồi, mua nhanh bán nhanh, bên Dung cũng đang cần mua rất là nhiều xe tại các hãng và các tỉnh luôn quý vị. Tỉnh nào bên Dung cũng sẽ đến tận nơi để xem xe và hỗ trợ nhanh chóng nhất cho quý vị, không phải mất thời gian hay là công sức di chuyển lên bên Dung nha. Cho nên là cần mua bán trao đổi xe thì nhớ gọi cho Dung số điện thoại quen thuộc 0888 224668 để Dung có thể hỗ trợ cô chú anh chị được tận tình nhất nha. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ Dung. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin cảm ơn.